sông, làm sao mà trong chưa đổ bên biết nơi nào đường cho. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày đến duyên, một bữa đêm nên người vợ hiền, bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đường buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ chàng rưng rưng, dặn do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không. Hỏi từng con